Mấy bữa nay trời Nhật cũng đã dần bắt đầu lạnh lạnh rồi đó mọi người, nên là cũng đang thèm ăn cái món gì nó nóng nóng cay cay. Cứ hễ đi siêu thị mà gặp cái trái nào là coi như là đoán được cái mùa đó sắp tới luôn đó. Mà năm nay hồng với quýt có sớm hay sao mà đi siêu thị thấy minh thiên hết trơn. Mình đi siêu thị đó giờ nhưng mà chỉ thấy mỗi chỗ này là có gà nguyên con. Cái này thì mình cũng không biết là gà Tây hay là gà ta, nhưng mà con nào con nấy nó bự cành kỳ ná. Ai mà ăn gà da chán rồi thì mọi người cũng có thể chuyển qua cái loại này ăn cũng được lắm á. Thật ra là lúc đầu định đem đi ướp nướng nhưng mà tại làm miếng quá nó thành ra là bỏ vô nồi luộc luôn cho nó nhanh. Ta nói món chính chưa có nữa mà bây giờ ăn chán miệng trước rồi đó nha. Ăn mấy cái trái quýt chua chua này thì đặc biệt là phải có muối tôm nha. Bởi giờ Việt Nam thì mình có mang sang mấy hộp muối của DH Food. Cái loại muối Tây Ninh này thì rất là vừa vị mà cái hạt muối thì nó giòn gụm. Loại này thì mình thấy rất là gọn nên mọi người cũng có thể mang đi chơi hay là mang đi làm thì nó cũng đều được hết. Nãy giờ ngồi lo ăn bật lửa lớn quá nên thành ra cái con gà nó mềm gục. Gấp lên mà cái lưng nó muốn gãy ra làm hai. Để mà có rau ăn chung với gà được ngon thì mình sẽ luộc một bó gử hành lá. Tận dụng cái nồi nước đang còn nóng thì mọi người chỉ cần trụng sơ qua thôi. Luộc sao mà nó còn xanh mướt giống vậy là ngon lắm nè. Bên DH Food thì cũng có một cái loại muối tiêu lá chanh. Muối này thì mình nghĩ mọi người cũng có thể chấm gà hay là hải sản gì cũng đều được hết nha. Cái màu xanh xanh nhỏ nhỏ là lá chanh đó mọi người. Nhớ là phải thêm 4 trái ớt nữa thì cái dĩa muối tiêu lá chanh mình mới ngon được. Cái này mình luộc hơi bị lâu nên thành ra chút nữa là chắc nhai được xương luôn nha. Cái da gà thì vàng ươm nóng hổi, vừa thổi vừa ăn khói bay nghi ngút. Nhìn to vậy thôi nha chứ mình thấy gà này không có miếng mỡ nào hết trơn. Gà luộc mà chấm với cái muối tiêu lá chanh này thì phải nói là ngon hết biết. Cái mùi lá chanh này thì nó thơm y như là cái lá chanh tươi vậy đó. Nhà mà không có lá chanh thì tính ra cái hũ muối này nó cũng tiện ghê ha. Mà phải công nhận là nhiều thịt mọi người ơi, ăn cái nào là coi như là ngập ngụa cái đó luôn đó. Ăn tới cái cánh là coi như chỉ cần tuốt ra thôi chứ không có cần dùng sức lực gì hết. Không biết ở đây có ai giống như mình không nghe, hành lá sống thì mình ăn không được, nhưng mà hành lá mà luộc chín lên rồi thì mình ăn mấy bó cũng không hề hớn gì hết. Mà hành lá luộc lên ăn nó ngọt ngay rồi mọi người ơi. Bây giờ là tới ui cái đàn thứ hai nha. Trong lúc luộc gà thì mọi người chỉ cần cho một tí bột nghệ thôi là hồi cái da gà của mình nó vàng ươm lên nè. Ăn tao nói nó vừa ngon mà đừng có lo là nghe cái mùi nghệ gì đâu nha. Lá nè, trụng lên vừa chín tới mà nó còn xanh xanh nè nha. Ăn ngon cực kỳ. Nó không có nghe mùi hành nhiều đâu mọi người. Mặc dù cái cây hành này là cái lá nó to luôn mà mình ăn vẫn không nghe mùi hành nhiều. Hành này mình ăn sống thì mình ăn không ăn được nha. Nhưng mà nếu mà luộc lên chín vậy thì ăn rất là ngon luôn. Và cảm nhận được cái độ ngọt của nó rõ ràng luôn á. Chấm cho muối. Giòn. Nó giòn mà nó ngọt mà nó thơm, có mùi hành nhẹ nhẹ. Không bị khó chịu. Ăn nó ngọt ngon kìa. Giòn. Mình nói thiệt nha, cái món này nếu mà nếu mà mình luộc lên thì á, nó có hơi có cái nước gà ở trong á, có cái miếng, có cái độ mỡ á, nên cái hành mình nó bóng bóng, ăn nó ngon. Không? Cái cù lẫn hành lá to nó giòn.